quý vị, mời quý vị lắng nghe một tiếng hát rất là nổi tiếng tại hiện hải ngoại cũng như trong nước của chúng ta hiện giờ. Một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Đan Nguyên. Đan Nguyên xin gửi lời chào thương thương nhân đích tất cả quý vị có mặt trong đây hôm nay. Quý vị có khỏe không quý vị? Wow, chắc là nhiều người mới đánh thắng bài đúng không? Đã quá. Hôm nay Đan Nguyên đi nhanh quá nên về lấy lộn cái áo của Nguyên Khang quý vị ơi. Hơi chật tí. Nhưng mà Đan Nguyên xin chúc chú quý vị một ngày thật là vui vẻ bên người thân của mình. Và nếu mà tí nữa có ra chơi thì chúc quý vị thắng lớn. Và sau đây thì Đan Nguyên xin gửi đến quý vị với một nhạc phẩm nói về tâm trạng của Đan Nguyên. Quý vị cũng đã biết là Đan Nguyên thất tình bấy lâu nay rồi, đúng không? Tại sao xảo? Bởi vậy, những cái người mà đã bỏ Đan Nguyên ra đi á, thì xin hãy trở lại đây, đó, nghe bài hát này, rồi ra mua cái CD, rồi đi tiếp. Và sau đây xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hãy Quên Anh, sáng tác của Phương Kim. Xin quý vị thưởng thức. Đêm bao lá vàng đốt thường tình cũ, với mây trời xa diêu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng diều phân ly. Lỡ mê lùa gấm đành quên ước về, áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước. Kết ngàn vì sao đường sáng em qua, tiễn nhau ngày vui dòng lệ thương đau. Để duyên tình mới đẹp như phút đầu, bên đời khổ đau câm nín rồi nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi, lời yêu dấu cho nhau nào đâu có bao lâu, giờ sao đã ngày tháng mộng xin trả lại em. Con đường mình qua giờ hãy quên tên, có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Sao đã u sầu,
trả lại em. Con đường mình qua giờ hãy quên tên. Có thương và đông cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa, đành duyên kiếp này. Thank you quý vị rất nhiều. Hôm nay Đăng Nguyên bệnh quá. Dạ. Anh là ai hả? Ghê quá vậy. Đăng Nguyên. À, em là Đăng Nguyên. Anh là ai hả? Sao có muốn hát anh là ai không? Để hỏi ban nhạc đó. Không tôi là ban nhạc chửi nha. Ban nhạc có bài đó không ban nhạc? Có hả? Chơi luôn đi. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngang bước tôi chống giặc tàu ngoài sông. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sông ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm. 1000 năm hay trên mẹ tắm tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con có làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Nhiều cái đẹp quá, nhiều cái đẹp quá, quên lời. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngang bước tôi chống giặc tàu ngoài sông. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sông ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm. 1000 năm hay trên miền Tam Tôi không thể ngồi yên
để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn? Việt Nam, tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn? Quý vị hát chung nhé quý vị. Khi thế giới này đã không còn. Yeah. Woo. Thank you. Sorry, hôm nay hơi cảm, hát hơi yếu. Cái quần hơi chật luôn, cởi luôn cái quần nha. Đông Nguyên đùa thôi. À, thời gian cũng có hạn thì Đông Nguyên xin hát thêm một bài nữa để mà tặng cho quý vị hôm nay. À, xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ngày Vui Qua Mau của cố nhạc sĩ Nhật Ngân. Sau đây. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếm kiếp. Em ơi tìm đâu xa nữa em ơi. Cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương rối gian từng giờ. Yêu đương thoáng như là mây bay qua. Tìm vào trong cầm tay nhau, mơ chi núi xa ngút gió. Em ơi mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật an vui, yêu thương chất cao đầy trời. Đau thương đã như chìm sâu. Xa dòng bão vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chiêm bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi tuổi xuân đâu có gần. Xin em hãy coi ngày vui là đây. Tìm vào trong tầm tay nhau, mơ chi núi xa ngút gió. Em ơi mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật an vui, yêu thương chất cao đầy trời. Đau thương đã như chìm sâu. Xa dòng bão vui như tháng năm không già,
câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chiêm bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần. Xin em hãy coi ngày vui là coi ngày vui là đây. Thank you quý vị. Một không? 10 bài luôn không? CD của Đăng Nguyên đủ 10 bài. Xin mời quý vị ra ủng hộ CD, tại vì còn rất là nhiều ca sĩ hay đang đợi và thời giờ chỉ có 2 tiếng thôi. Đăng Nguyên lấy hết 20 phút rồi. Đăng Nguyên xin hẹn lại quý vị một ngày rất gần đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho Hoàng Thi Thi.